Xin kính chào quý khán giả và bà con nông dân. Thưa quý khán giả và bà con, hiện nay ở một số địa phương trong tỉnh Sóc Trăng đang bước vào thu hoạch dứt điểm vụ lúa hè thu và bước vào gieo xạ vụ lúa thu đông hay còn gọi là lúa vụ ba. Và cũng như là mỗi năm thì vụ lúa thu đông của bà con luôn gặp phải điều kiện thời tiết rất là bất lợi do bước vào mùa mưa bão. Chính vì vậy mà việc quản lý các loại cỏ dại và sâu bệnh tấn công trên ruộng lúa của bà con luôn là điều mà bà con chúng ta lo lắng hàng đầu, nhằm kịp thời giúp cho bà con có thể chủ động trong việc quản lý các loại sâu hại và dịch bệnh tấn công trên ruộng lúa của bà con. Thì hôm nay Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng phối hợp với công ty Arista License Việt Nam. Khán giả và bà con, có lẽ một vấn đề mà được bà con chúng ta quan tâm hàng đầu trong đầu vụ lúa thu đông năm nay đó thì tôi xài cái sản phẩm tốt thuốc này thì hiệu quả rất cao, nó rất an toàn cho lúa, nó có lợi thế gì. Có thể thấy vụ thu đông việc xử lý cỏ dại luôn là nỗi lo của nhiều nông dân, nhưng với giải pháp của thuốc top shop 60OD mà nhiều nông dân đã sử dụng đều đem đến hiệu quả cao, không sót cỏ khi áp dụng đúng các kỹ thuật đã khuyến cáo. Tại vì thuốc tấp xốp thì khi mặt đất nó ẩm ướt đó, mình xịt nó rất có hiệu quả, nhưng mà nó không có hại đến cây lúa. Cho nên trong cái vụ thu đông năm nay đó thì tôi dùng tấp xốp thì nó rất có hiệu quả trong cái việc bỏ. Tấp xốp thì tôi cũng thường sử dụng theo hàng năm, nhưng mà mình dùng nó là coi như cái hậu nảy mầm đó. Khi cái cây cỏ nó lên 2-3 lá là mình dùng nó rất có hiệu quả. Tôi xịt tấp xốp là nhiều năm với lắm rồi, tôi xài tấp xốp không à. Phun bình máy thì phun thì một bình thì 90C, thì phun thì một bình một công thì phun hai bình, phun đều chân là hoàn thành là nó chết toàn bộ hết, cỏ gì cũng chết hết á. Với hiệu quả xử lý triệt để cỏ dại, sản phẩm Top Shop 60OD của công ty Arista luôn là người bạn đồng hành của nhiều nông dân, nhất là vụ thu đông này. Trên những cánh đồng áp dụng kỹ thuật diệt cỏ từ Top Shop 60OD, không còn cỏ dại, hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Công ty Arista License Việt Nam xin thông báo về việc thay đổi nhãn mới cho thuốc trừ cỏ hiệu Top Shop. Với chữ Top Shop màu trắng trên nền xanh, logo hình cánh tay với khẩu hiệu Sức mạnh Top Shop. Để đạt hiệu quả, một ngày sau khi phun nên kết hợp với việc bơm nước ngập gò, bón phân lần một và giữ nước liên tục đến vài ngày. Bà con nông dân hãy chọn đúng Top Shot chính hiệu do Dow AeroSan sản xuất và công ty Arista Lysan Việt Nam phân phối. Xin cảm ơn và kính chúc bà con nông dân trúng mùa được giá. Qua phóng sự vừa rồi có thể thấy rằng kinh nghiệm sử dụng thuốc diệt cỏ Top Shot hậu nảy mầm của bà con là đã mang lại hiệu quả rất là đáng tin cậy. Vậy thì các ý kiến của các vị diễn giả trong chương trình hôm nay như thế nào? Đầu tiên thì xin được trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai. Thưa Phó Giáo sư, bà con rất là quan tâm về các vấn đề diệt trừ cỏ dại trên đồng ruộng của mình, đặc biệt đó là trong điều kiện thời tiết mưa nhiều và khó rút nước như là hiện nay. Vậy thì ý kiến của Phó Giáo sư về vấn đề diệt cỏ như thế nào để mang lại hiệu quả cao mà không ảnh hưởng đến sự phát triển của cây lúa trong giai đoạn đầu ạ? Dạ. Kính thưa bà con và quý khán giả xem đài. Thì qua cái phóng sự trên cái màn hình nhỏ bà con mình vừa xem đó thì cho thấy là các anh nông dân cũng đã có kinh nghiệm là quản lý cỏ dại trong cái vụ thu đông này, đặc biệt là dùng những cái sản phẩm chúng ta cũng vừa nghe quảng cáo. Thì có thể nói là cái mùa thu đông đó, hiện nay bà con thấy rồi là vụ ba, cho nên là tuy nhiên thì trong mùa này cũng có nhiều nơi chúng ta cũng không có thể hạ được bởi vì nước nó quá nhiều, nhưng mà nếu bà con mình có điều kiện thì mình nên diệt xuống. Nói chung là làm thế nào mình hạ mực nước để cho cái lúa nó lộ lên, tức là cái cỏ, cái lá cũng lộ lên. Trong cái mùa này nó thường là nhiệt độ nó nóng, mưa nhiều ẩm thì cỏ phát triển cũng nhanh, lúa cũng nhanh. Và cứ trung bình là chúng tôi tính thử đó là cứ 3 ngày thì cây lúa nó sẽ mọc ra 1,5 lá, cái cỏ cũng vậy. Như thì sau khi mình xả xong thì khoảng chừng tới ngày thứ tư trở đi thì bắt đầu là cây lúa nó được khoảng chừng 1 lá rưỡi, cỏ thì nó khoảng 2 lá, nó mọc nhanh hơn tí. Như vậy thì à, điểm này bà con mình áp dụng thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm rất là tốt, hậu nảy mầm sớm là đẹp nhất. Bây giờ làm sao mà mình phun để cho đạt hiệu quả mà phân hơn cái thuốc? Thì có hai điểm mình quan trọng. Thứ nhất là bà con mình phải lưu ý là hậu nảy mầm nói chung á nổi tiếng của Mỹ và được công ty Arista độc quyền phân phối ở Việt Nam.
lò và những cái vùng mình nước nôi khó thì bà con cũng có thể mình phối